Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thế Web. Video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một thủ thuật mới trong WordPress, đó là làm thế nào để chúng ta nhúng một cái video từ dưới máy của mình hoặc là trên YouTube vào cái website. Ok. Thì để bắt đầu chúng ta vào cái phần quản trị của website WordPress. Bây giờ chúng ta tạo thử một bài mới. Bấm vào New, tạo bài mới. Mình đặt thử một cái tiêu đề là hướng dẫn upload web, hướng dẫn đăng video WordPress trên Hot. Ok. Thì cái phần nội dung ở đây, chúng ta sẽ bấm vào cái dấu cộng. Bản WordPress này là bản WordPress 5.3 mới nhất nha các bạn. Rồi, mình gửi vào đây là cái phần video. Nếu các bạn không tìm thấy thì chúng ta nhập là video thì nó sẽ hiển thị ra cái khối này. Ok, đầu tiên chúng ta bấm vào cái nút tải lên. Rồi, ở đây mình có một cái video chuẩn bị sẵn, thì mình sẽ đưa cái video này lên. Đợi cho nó load và nó tải cho xong. Như vậy là cái video của chúng ta đã upload lên thành công. Bây giờ mình bấm vào cái nút xem thử. Rồi chúng ta bấm thử cho nó chạy. Ok. Như vậy là cái video upload từ trực tiếp trên Hot. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Bây giờ chúng ta qua cách thứ hai. Thì chúng ta có một video trên YouTube hoặc là các nguồn khác, ví dụ như Vimeo, thì chúng ta làm như thế nào? Rồi, quay trở lại ha. Ở đây mình sẽ tạo một cái bài viết mới tương tự như vậy. Rồi. Tựa đề ở đây là đăng video từ YouTube. Ok, chúng ta di chuyển vào trang YouTube ha. Rồi, mình sẽ vào một cái video bất kỳ. Ví dụ mình vào cái video này. Bây giờ chúng ta muốn đưa cái video này vào cái website, nội dung của bài viết hoặc là cái trang, bất kỳ cái vị trí nào ở trên website WordPress mà chúng ta muốn đưa vào. Bước thứ nhất là chúng ta nháy phải. Rồi, chúng ta sẽ nháy phải chuột, chọn vào sao chép mã nhúng. Ok, như vậy chúng ta di chuyển qua lại cái nội dung bài viết. Trong cái phần nhập thì chúng ta có thể chọn là một cái khối đoạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt cái này vào. Sau khi insert cái này vào á, thì chúng ta bấm vào cái mục xem thử. Rồi, ở đây nếu chúng ta muốn tinh chỉnh lại cái kích thước thì làm như thế nào? Rồi mình có thể bấm vào cái phần HTML. Ngay đây nó có phần width và height. Nếu chúng ta muốn tùy chỉnh lại thì mình có thể nhập vào đây. Ví dụ như mình nhập là 650 hoặc là 400. Như vậy chúng ta bấm qua xem thử thì cái kích thước này nó sẽ tự động thay đổi nha các bạn. Bây giờ mình cho là 700, 800. Bấm qua xem thử. Đó, thì tự động kích thước này nó sẽ tự co giãn theo cái phần HTML chúng ta nhập vào. Như vậy là bây giờ mình bấm vào xem thử nó hiển thị như thế nào. Rồi. Ok. Như vậy là đã thực hiện thành công phần upload
một cái video từ YouTube. Mình có một cái lưu ý như thế này, ở trên YouTube khi chúng ta chèn thì có thể chèn từ cái URL ha, tức là cái đường dẫn URL này nè, nhưng mà để tối ưu cho việc và xe web thì chúng ta không nên chèn cái đường link này vào, mà chúng ta nên chèn cái mã nhúng. Các bạn để ý cái việc này nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng các bạn có thể thực hiện được sau khi xem video này. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên share, like và subscribe kênh của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ tất cả các thủ thuật về WordPress để chúng ta có thể cùng thực hiện được. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.